Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại Random Channel của mình. Tiếp tục chuyên mục xe cổ hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phiên bản Honda SH125i nhập khẩu từ Ý, được sản xuất vào năm 2010, có giá là 115 triệu đồng nha các bạn. Bạn nào xem xong clip, đừng quên đăng ký kênh cũng như like clip để ủng hộ mình nha. Và bạn nào có nhu cầu mua xe ở khu vực Bình Dương cũng như các tỉnh thành lân cận, có thể liên hệ theo số điện thoại 0329 555 666 gặp anh Cần nha các bạn. Và bây giờ mình bắt đầu vào chủ đề chính nào. Thì chiếc này là nguyên bản 100% nha, nhập khẩu từ Ý, theo chủ nhân chiếc xe là như vậy. Đây, đầu tiên mình sẽ quay phần mặt trước của xe. Mình sẽ quay từng chi tiết màu sắc cũng như chi tiết động cơ cho các bạn xem tham khảo luôn, để bạn nào mà rành về xe có thể biết được là những chi tiết nào còn ghim hay là chưa ghim. Tại vì mình nói thật là mình không rành về xe, những thông tin mình có được là toàn là chủ xe nó cung cấp thôi các bạn, chứ mình không rành nha. Nên bạn nào mà có nhu cầu mua xe có thể xem clip của mình để đánh giá, và tới cửa hàng mình đánh giá lại một lần nữa để chốt chiếc xe nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ quay phần mặt nạ trước của xe nha, cũng như phần đèn chính. Thì đây là phần mặt nạ trước của xe đây. Thì đời 2010 cũng như 2011 nó không khác nhau mấy các bạn, nó ná nhau hết à. Nhưng mà phiên bản này mình màu đỏ đỏ đen này, nhìn nó rất là lạ, rất là đẹp. Đó, đây là phần mặt trước của xe. Nói chung bên mình còn rất là nhiều phiên bản, mình sẽ quay từng màu một, tùy các bạn mà thích màu sắc khác nhau thôi. Đây phần mặt nạ của xe nha các bạn. Đó, các chi tiết luôn, còn rất là mới. Logo SH nằm ở giữa. Hai bên là hệ thống đèn xi nhan cũng như là đèn định vị, và ở giữa là khe hút gió. Mình sẽ quay phần giảm sóc của xe cũng như thắng đĩa xe nha các bạn. Đây là phần bên hông giảm sóc của xe đây. Nói chung là các chi tiết còn rất là mới luôn. Thắng đĩa thì nói chung là xe đã qua sử dụng rồi nên thắng nó có một số vết mòn các bạn. Đó, mình sẽ quay chậm rãi từng chi tiết luôn để các bạn đánh giá nha. Tiếp đó là mình sẽ quay phần mọc đồng hồ xe nha các bạn. Thì đây, mấy clip trước mình không báo giá xe, có nhiều bạn kêu là mình giấu giếm đồng các kiểu, nhưng mà thật sự là mình không biết giá. Nhưng mà những clip này nè, thì mình đã hỏi chủ nhân thì chủ nhân nó dán giá lên rồi các bạn. Chiếc này có giá là 115 triệu nha, bên mình bao rút hồ sơ luôn. Và xe được sử dụng khoảng 11.942 km rồi. Đó, và bên đây là cụm xi nhan nè, cụm xi nhan cũng như đèn, pha, còi. Bên đây là hệ thống nút đề xe. Nói chung là các chi tiết còn rất là mới nha các bạn. Chiếc này mua về là đổ xăng và việc chạy đó. Đó, mặc định của những chiếc xe này là mở đèn lên là đèn sáng luôn nha các bạn, đèn chính nó không tắt được nha. Và những mẫu xe Honda hiện hành bây giờ nè cũng được áp dụng chế độ này luôn, có nghĩa là loại bỏ đi cái nút khởi động đèn chính của xe, cứ mặc định mở đèn xe lên là đèn chính sẽ sáng. Đó, pha cốt nè, xi nhan nè, nói chung là mọi thứ còn hoạt động rất là tốt luôn. Đó, không có gì hết. Tiếp đến phía dưới một xíu là phần yếm của xe đây, cũng rất là mới luôn, không có gì cũ hết. Đây là cái phần móc treo đồ nho nhỏ. Tiếp đó là mình sẽ quay phần mặt hông xe cũng như yên xe nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ quay phần yên xe trước nha. Thì đây là phần yên của xe đây, nó không khác gì so với phiên bản 2011 hết, nó là 2010 nha các bạn. Cốp xe khá là rộng. Đây là phần yếm của xe. Đó, đây là phần cốp xe. Nói chung là dung tích cũng khá là lớn. Những chiếc xe thời đó mà dung tích cốp xe như vậy là lớn rồi. Cái này là đủ để vừa một cái nón bảo hiểm luôn á. Còn đây là phần bình xăng xe. Tiếp đó mình sẽ quay phần mặt hông của xe nha, cũng như tên xe. Đây là phần mặt hông của xe SH. Thì phiên bản 150i nó có số 150i đây nè, nhưng mà phiên bản 125 là không có nha, đời này không có, nó chỉ để chiếc SH thôi. Đó, đây là phần mặt hông của xe màu đỏ, nói chung là màu đỏ nhìn khá là đẹp các bạn, đỏ đen. Đó, đây là phần ngắt chân. Và xíu một xíu chứ là phần động cơ xe. Đó, các bạn thấy không, mình quay chậm chậm từng chi tiết để các bạn đánh giá luôn. Đó, còn khá là mới các bạn.
Đây này, cái đầu số xe nằm chỗ này này, nhưng mà nói chung là tối quá mình quay không thấy rõ được. Thì là chiếc này có đầu số là 104 nha, mà theo như mình biết á, chủ nhân chiếc xe nó này 104 có nghĩa là đời 2010, còn những chiếc xe là có đời 107 như là 2009 hay là 2011 gì đó. Đây là đây phần đuôi xe nha các bạn. Đó. Đó là phần đuôi xe. Tiếp đó là mặt hông bên phải của xe cũng như hệ thống ống xả ống bô xe nha. Mình sẽ quay mặt hông trước nè. Nói chung là các chi tiết rất là mới luôn. Đây, nhấc để chân đây. Đó, này là ống bô xe nè, ống xả đó, cũng như hệ thống giảm xóc phía sau, mà trong kia là hệ thống máy móc. Đó, mình quay chậm rãi cái chỗ này luôn nè để các bạn xem kỹ nha. Đó. Tiếp đến mình sẽ quay phần mặt hông đằng trước bên phải của xe đây. Hệ thống giảm xóc cũng như bánh xe. Rồi, xong. Và như vậy là mình vừa review cũng như quay chi tiết màu sắc thực tế của em Honda SH125i nhập khẩu từ Ý, sản xuất vào năm 2010, có giá là 115 triệu nha các bạn. Xe chạy hơn 11.000 cây rồi. Thì bạn nào có nhu cầu mua xe ở khu vực Bình Dương cũng như các tỉnh thành lân cận có thể liên hệ theo số điện thoại 0329 555 666 gặp anh Cần nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Đừng quên đăng ký kênh cũng như like clip để ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.